Một người đàn ông đối mặt với án tù giam sau khi ba người Việt Nam được tìm thấy trong hộp trên mùi xe hơi. Ông Proper Rooney hiện nay đang phải đối mặt với án tù giam sau khi ba người Việt Nam được tìm thấy bên trong hộp mui xe hơi của ông. Ngày 5 tây tháng 10, 2019, ông bị chặn lại khi lái xe vào khu vực kiểm soát tại Cope ở nước Pháp, ở khu vực biên giới Pháp-Anh, gần lối vào của đường hầm Eurotunnel. Cả ba người Việt Nam trên đều không có quyền cư trú tại Anh Quốc. Vào ngày thứ Hai, 10 tháng 2, ông Rooney xuất hiện tại tòa án Canterbury Crown Court để nghe tòa tuyên án. Một thẩm phán cho biết rằng ông gần như không thể tránh khỏi việc phải ngồi tù. Theo tờ Sky News đưa tin, ông Rooney bị cáo buộc với tội danh đã biết hoặc có lý do hợp lý để biết rằng ba người trên không phải là công dân thuộc khối EU. Do đó, việc đưa họ vào Vương quốc Anh là bất hợp pháp. Trong phiên điều trần trước đó, ông Rooney nhận tội tạo điều kiện cho việc vi phạm luật di trú của Anh quốc. Tòa án được thông báo về sự đổ vỡ hôn nhân và mức việc của ông trong thời gian gần đây gây ra một số vấn đề với trợ giúp pháp lý của ông. Do đó, việc tuyên án không thể tiến hành. Thẩm phán nói rằng việc ông Rooney bị giam giữ là điều không thể tránh khỏi và ông cần phải nhận thức rõ rằng tội danh mà ông mắc phải khá nghiêm trọng. Ông Rini đang bị tạm giam và dự kiến tham gia một phiên tòa tuyên án vào tuần cuối của tháng 2 năm nay thưa quý vị.